Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dân mệt thì chẳng ai có thể an hưởng thái bệnh. Ngày 26 tháng 11, trang Facebook lao tạ của nhà văn Tạ Duy Anh đăng lại bài Dân mệt lắm rồi. Tác giả đăng bài này lần đầu từ năm 2013, nhưng nếu bỏ qua các số liệu và sự kiện đã cũ thì cứ như vừa viết về những gì đang diễn ra. Theo đó, 12 năm trước, nghị trường quốc hội từng nóng bỏng bàn luận vấn đề lãng phí, thất thu ngân sách và tệ nạn tham nhũng. Tác giả tự thấy có nghĩa vụ phải cổ vũ các đại biểu quốc hội dũng cảm bằng cách chỉ tiếp ra cho họ những tệ nạn mà họ đang đối mặt với một số thống kê trên các báo chính thống như chuyện cổng chào, sân vận động, tiêu tốn tiền tỷ rồi bỏ hoang, xuống cấp. Và đây là hình giấy tờ trên Facebook lao tả. Tác giả dẫn tiếp những lời chứng về tình hình tham nhũng đang diễn ra trên đất nước của chúng ta. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ ra khỏi nhà, cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như ngứa ghẻ rất khó chịu. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Không tham nhũng, họ lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Có cán bộ tham nhũng hàng triệu đô la để mua nhà cho bạn gái là điều rất đau xót. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tôi càng đi càng thấy buồn, họ ăn của dân không từ một cái gì. Tác giả đánh giá, nghĩa là lãng phí, thất thoát tài sản, tham nhũng là những thứ đã ở mức tràn ngập lãnh thổ, được nêu công khai, không còn bất cứ một sự né tránh nào nữa. Hiện tượng này phản ánh hai điều như sau. Thứ nhất, tài sản quốc gia đang bị hàng ngàn, hàng triệu con đĩa, con bạch tuột, thò vòi hút ngày ngày với lòng tham vô đáy và sự tàn ác không trời đất nào dung được. Thứ hai, sự bất lực trong việc chống lại căn bệnh kinh tởm này khi mới chỉ số ít trong đó bị lôi ra ánh sáng. Và đây là hình những ủy viên Bộ Chính trị khóa ngã ngựa. Tác giả đặt vấn đề, có phải kết cục tất yếu là mọi người dân Việt Nam đang gánh chịu 432 loại thuế, phí thuộc hàng cao nhất thế giới? Phải nói thẳng ra rằng, không ngân sách nào chịu nổi, một bộ máy còng cần, lười biếng, làm việc thiếu hiệu quả và tất yếu là sinh ra đủ thứ tiêu cực như mua quan bán chức, đúc lót, hối lộ, ăn cắp, tham nhũng, lãng phí. Tác giả nhận xét, không sức dân nào kham nổi, mà sức dân đâu chỉ mỗi việc gồng gánh trách nhiệm làm ra của cải, họ luôn phải dàn sức ra, cho nào là chiến tranh, thiên tai, các loại nhân tai, dịch bệnh. Tác giả đặt câu hỏi, vì sao lại tồn tại một hiện trạng mà ai cũng biết như vậy? Tác giả dẫn lời trần tình của ông Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm của Ủy ban Văn hóa Giáo dục thành thiếu niên của quốc hội nói rằng nhiều lãnh đạo các địa phương vận động đại biểu quốc hội trước mỗi kỳ họp có thể chất vấn nói về bất cứ vấn đề gì trừ tham nhũng ra bởi việc đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng tác giả kết luận vậy là đã rõ nội bộ là đám quan tham đám quan tham nhũng là chính những người đưa ra yêu cầu với các đại biểu quốc hội còn người ngoài ở đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là nhân dân tác giả nhấn mạnh dân có thể là người bên ngoài với số tài sản là quan tham đang ăn cắp chia nhau và tìm cách ém nhẹm coi như chuyện nội bộ họ có thể vì mãi lao động vì cả tình, vì khờ khạo mà không biết nhưng còn có trời biết và can dự vào mọi việc tác giả cho rằng tổ tiên anh minh để lại cho hậu thế bài học giữ gìn xã tắc bền vững chỉ gói gọn trong bốn chữ khoan thư sức dân thế mà lũ quan tham khiến dân lao lực vì lòng tham vô đáy của họ Dân mệt lắm rồi. Dân mà mệt thì chả ai yên hưởng Thái Bình được đâu, cho dù của nã, bỗng lọc đầy nhà. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dân mệt thì chẳng ai có thể an hưởng Thái Bình. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng quyết tâm tinh gọn hệ thống chính trị. Ngày 26 tháng 11, V. quay tiếng Việt có bài Trung ương Đảng họp bất thường quyết tinh gọn hệ thống chính trị. Theo đó, VOA trích dẫn thông cáo báo chí của ban được đăng trên trang tin của Chính phủ Việt Nam cho biết, ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13 vừa tổ chức một cuộc họp bất thường ngày 25 tháng 11, trong đó việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn lời Tổng bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu bế mạc hội nghị chỉ kéo dài nửa ngày nói rằng đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng và cả hệ thống chính trị người đứng đầu đảng Cộng sản, yêu cầu việc kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong quý I năm 2025. Trong đó, ông yêu cầu phải khách quan, dân chủ, khoa học, tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, kể cả kinh nghiệm nước ngoài để đề xuất tinh gọn tổ chức bộ máy. VOA cho hay, tại hội nghị, ông Tô Lâm cũng thừa nhận vấn đề tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ tại đại hội đảng, nhưng còn nhiều việc chưa làm được khi hệ thống chính trị vẫn còng cần, nhiều đầu mối, chức năng, nhiệm vụ còn trùng lập, chồng chéo. Vì vậy, Tổng bí thư Việt Nam yêu cầu phải thực hiện nghiêm nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính. VOA cũng cho hay, hiện hệ thống Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm 8 bang, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, ban nội chính trung ương, ban đối ngoại trung ương. Chính phủ có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Phía quốc hội có 10 cơ quan chuyên môn và 9 ủy ban cũng được yêu cầu phải quy định số lượng với tỷ lệ hợp lý giữa lãnh đạo, ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách của hội đồng dân tộc và các ủy ban theo hướng giảm cấp phó và ủy viên thường trực. Và đây là hình hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 11 theo VOA về vấn đề nhân sự, ban chấp hành trung ương Đảng tại hội nghị đã quyết định khai trừ khỏi Đảng các ông như Phạm Văn Vọng, cựu ủy viên trung ương Đảng, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Ngô Đức Vượng, cựu ủy viên trung ương Đảng, cựu bí thư tỉnh ủy Phú Thọ, ông Nguyễn Doãn Khánh, cựu ủy viên trung ương Đảng, cựu bí thư tỉnh ủy Phú Thọ. Các ông này bị cho là đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại các đảng bộ tỉnh vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng và nhà nước trong phòng chống tham nhũng tiêu cực và vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Vẫn theo VOA, với cáo buộc vi phạm chung chung tương tự, Ban chấp hành Trung ương cũng xem xét cho thôi giữ chức ủy viên Trung ương đảng khóa 13 đối với ông Bùi Văn Cường, cựu Tổng bí thư Quốc hội, cựu chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, cựu bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc và ông Nguyễn Văn Thể, bí thư đảng ủy khói các cơ quan Trung ương, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải. VOA cho biết một nội dung khác cũng được đề cập đến tại đại hội bất thường của trung ương đảng là vấn đề điện hạt nhân tổng bí thư tô lâm khẳng định việc tái khởi động nghiên cứu sử dụng điện hạt nhân là rất cần thiết để chuẩn bị cho tương lai ông tô lâm nói rằng quyết định dừng thực hiện điện hạt nhân trước đây của trung ương đảng là do một số khó khăn nhất định nhưng không nêu cụ thể khó khăn gì theo ông việc tái thực hiện nghiên cứu phát triển điện hạt nhân hiện nay là do yêu cầu phát triển của đất nước và do đã chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng quyết tâm tinh gọn hệ thống chính trị Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.